Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn 6900 về hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân đến về thành phố và từ các địa phương khác. Theo quy định chung, người dân đến về thành phố từ các địa phương khác phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến. Đối với người dân đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, phải thường xuyên đi lại giữa hai địa phương. Khi đến về Đà Nẵng, không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam hoặc có đăng ký thường trú tạm trú tại một trong hai địa phương này, hoặc giấy xác nhận của cơ quan đơn vị tổ chức chính quyền địa phương xác nhận thường xuyên đi lại giữa hai địa phương. Ngoài ra, công dân cần có cam kết trong vòng 14 ngày qua không đi đến các địa phương khác ngoài thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Người dân đến về Đà Nẵng từ địa phương khu vực có dịch COVID-19 trên cả nước phải đáp ứng các yêu cầu, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 phải cách ly tại nhà đủ 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ các liều vaccine hoặc tiêm đủ liều vaccine nhưng ngày tiêm liều cuối cùng chưa đủ ít nhất 14 ngày so với thời điểm đến Đà Nẵng phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày. Kinh phí xét nghiệm do người dân chi trả. Người dân đến về Đà Nẵng từ địa phương, khu vực không có dịch COVID-19 trên cả nước trừ Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.